chào quý vị các bạn, trên tay mình đây là khay chứa SIM trên Xiaomi Mi 5S Plus. Khi bạn mất khay SIM hoặc là vô tình làm cong vênh móp méo khay SIM của Mi 5 Plus, cần một địa chỉ thay mới khay SIM, mua khay SIM của Mi 5S Plus, quý vị các bạn vui lòng mang máy qua các địa chỉ của Di động Cao cấp .vn hoặc liên hệ trực tiếp 024-66-750-99. Di động Cao cấp .vn có đầy đủ tất cả linh kiện trên Xiaomi Mi 5S Plus nói chung và phần khay SIM của Mi 5S Plus nói riêng thay mới các bạn. Các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của Di động Cao cấp .vn, chúng tôi tiến hành thay mới vì các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024-66-750-99. Xin cảm ơn quý vị các bạn.